Dạ chị Vân Anh, thì chị có thể cho khán giả biết một ít về mình được không? Chào tất cả các bạn, mình xin giới thiệu mình là Vân Anh và Vân Anh có 13 năm kinh nghiệm trong ngành spa và thẩm mỹ viện. Rất vui được gặp tất cả các chị em trong video này. Và lớn lên ở miền Bắc, ở Hà Nội, và Vân Anh và thành phố Hồ Chí Minh sinh sống được 11 năm nay. Vân Anh ra Hà Nội đợt này có việc gì không? Rất là hạnh phúc và Vân Anh được tham gia cộng đồng Hero Game. Và đợt này Vân Anh ra Hà Nội cùng với 400 anh em chủ doanh nghiệp cùng học khóa Internet Power System. Và đây là khóa đỉnh cao nhất về Internet từ trước tới giờ mà Vân Anh được tham gia. Thế cái lý do nào mà thúc đẩy Vân Anh đến với cái khóa học này? Nguyên nhân để Vân Anh tới với khóa học này tại vì mình cũng giống như là bao nhiêu các bạn chủ spa khác. Có nghĩa là mình không hề biết gì về Internet, và khi mà nhắc tới marketing, tới Internet thì mình cảm thấy rằng là mình rất là lo sợ về nó, và mình cảm giác như là tất cả những cái công việc này mình chỉ dành cho đội ngũ của mình và mình không hề phải tự làm. Tuy nhiên thì khi mà gặp thầy thì mình thấy rằng là đây là một công việc rất là dễ dàng để Vân Anh có thể làm được điều đó. Thế thì sau khi mà học được vài cái khóa liên quan tới kinh doanh, liên quan tới marketing trên Internet như vậy, thì Vân Anh có những cái thay đổi hay là những cái đột phá nào trong công việc kinh doanh của mình không? Ngày hôm nay thì Vân Anh cũng đã học đi được một nửa chặng đường khóa học của Internet Power System. Đó là một cái hệ thống xây dựng Internet ở trên doanh nghiệp của mình. Thì Vân Anh có một cái sự thay đổi, đó là thực sự nếu mà nói về một sự thay đổi thì rất nhiều. Tuy nhiên thì Vân Anh sẽ nói về một vài thay đổi. Đầu tiên là về cái tư duy của mình về Internet, đó là mình cảm giác là marketing nó là đòn bẩy trong doanh nghiệp của mình. Marketing không phải là cái rào cản với tất cả các chị em nữa. Và trong cái lớp học của Vân Anh thì có đến 400 chủ doanh nghiệp tại đó. Và mọi người đều nhận ra một điều rằng là học tập là một điều mà chúng ta cần phải học trọn đời. Và Internet sẽ giúp cho mọi người giúp đỡ được nhiều người hơn, kết nối được nhiều người hơn, không chỉ trong lĩnh vực của mình. Mà Vân nghĩ rằng sau khóa học này Vân sẽ bước ra để làm rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế trong cái quá trình mà học như vậy thì Vân Anh vỡ ra được cái gì? Và như vậy thì Vân Anh nghĩ rằng là trong bạn bè của mình hay là trong những cái người mà mình biết á, thì họ có gặp những cái vấn đề như Vân Anh không? Trong quá trình mà Vân Anh học ấy, thì Vân Anh cảm thấy một điều đó là cái khả năng của mình có rất là nhiều và cái khả năng tiếp thu của mình có nhiều nữa. Tuy nhiên điều đầu tiên quan trọng đó là mình phải bước qua cái rào cản. Nghĩa cái gì mà mình sợ nhất thì mình dấn thân vào nó, mình đắm chìm với nó, thì lúc đó mọi thứ sẽ không còn cái gì là rào cản nữa. Và Vân Anh cũng muốn truyền tải lại với tất cả những người bạn của Vân Anh, những người đồng nghiệp và tất cả các bạn đang coi video này hoặc sắp coi video này, thì Vân Anh rất mong muốn rằng là anh chị em chúng ta hãy bước vào thế giới công nghệ. Chúng ta cầm điện thoại ở trên tay nhưng chúng ta có thể vận dụng được tất cả những cái điều tuyệt vời ở trong nó, chứ không chỉ là quay phim, chụp ảnh hay nhắn tin Facebook, Zalo như Vân Anh trước đây. Và cảm ơn khóa học, cảm ơn thầy Phạm Thành Long cùng với tất cả những anh chị em doanh nhân trong lớp học đã tạo nên một lớp học vô cùng tuyệt vời. Biết ơn mọi người rất nhiều. Ok, Vân Anh còn cái lời nhắn nhủ nào khác nữa đối với khán giả của mình hay là đối với những cái người có cùng cái hoàn cảnh của mình? Rất cảm ơn với câu hỏi rất là tuyệt vời, bởi vì là thực sự thì cảm xúc về cái lời nhắn nhủ rất nhiều. Ngay từ buổi đầu tiên Vân Anh đã cảm thấy thế rồi, thì Vân Anh nhắn nhủ với mọi người rằng là chúng ta nên phải tham gia tất cả những cái gì mà chúng ta chưa từng làm. Chúng ta nên phải làm tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy cần và đừng sợ hãi nó, bởi vì nó sẽ giúp con người chúng ta trưởng thành hơn. Và khi đó thì cái khả năng của chúng ta giúp đỡ được nhiều người sẽ càng ngày gấp lên nhiều lần hơn ạ. Em xin hết ạ. Ok, cảm ơn Vân Anh rất là nhiều.